Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng vừa có văn bản yêu cầu dừng thi công trang trại nuôi heo kinh phí 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Masan tại Nghệ An. Nguyên nhân là do dự án chưa được duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngày 19 tháng 4, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu chủ dự án dừng thi công trang trại nuôi heo Masan Nutrifarm thuộc tập đoàn Masan. Dự án này được khởi công từ tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, đến đầu năm 2017, Bộ Tài nguyên Môi trường mới nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của trang trại này. Việc thi công khi chưa có đánh giá về môi trường là vi phạm quy định, do vậy Bộ yêu cầu dừng thi công. Đồng thời, Bộ yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian dừng thi công, đảm bảo phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục và ứng phó với các sự cố môi trường. Bộ cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.